Chào cả nhà, đến với kênh YouTube Nuôi dạy con thông minh. Đây là kênh YouTube của Trung tâm Toán Tư duy Soroban Rainbow thuộc cộng đồng Soroban Rainbow. Bố mẹ chưa bấm đăng ký kênh YouTube thì mình bấm vào cái chữ đăng ký để mình đăng ký kênh. Sau khi bấm đăng ký thì bên tay phải nó sẽ có cái hình quả chuông. Bố mẹ bấm vào cái hình quả chuông này và chọn chữ tất cả để mình nhận được thông báo khi trung tâm có những cái video hướng dẫn mới. Đồng thời mình đăng ký kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và bố mẹ có nhu cầu cho bé học toán, học tiếng Anh, học hành trang vào lớp 1 thì mình lên cái địa chỉ website là www.rainbow.vn để mình tham khảo những cái chi nhánh Rainbow gần nhất đăng ký cho bé học. Chào cả nhà. Trong cái video lần này thì mình sẽ hướng dẫn tiếp cái chuỗi series của cái khóa Fingermark. Nếu thầy cô bố mẹ đã từng dạy qua cái khóa Fingermark cho bé rồi thì sẽ thấy được cái hiệu quả vô cùng to lớn của cái chương trình Fingermark đối với các bé trong độ tuổi từ 4 tuổi đến 8 tuổi. Tuy nhiên, như mình nói lúc đầu, cái chương trình Fingermark á thì nó sẽ có một cái hạn chế là chỉ cộng trừ trong cái phạm vi 99 thôi. Thì sau cái khóa Fingermark Hàn và Fingermark Nhật thì cũng có nhiều bố mẹ thầy cô inbox hỏi mình là cái chương trình Fingermark nó hiệu quả như thế và có cách nào để các bé tính toán trên cái khoảng 99 không? Có nghĩa là 100 mấy, 200 mấy, 300 mấy các bé vẫn sử dụng Fingermark được chứ không phải là giới hạn trong cái phạm vi 99. Thì ví dụ như cái bài mình ghi dưới này, 99 cộng 29 cộng 84 cộng 72. Đối với cái bài này thì là hai chữ số 4 dòng. Hai chữ số 4 dòng nha thầy cô. Thì đối với cái bài như thế này thì các bé có sử dụng Fingermark các bé tính được không? Thì trong cái video lần này mình sẽ giải đáp luôn là sẽ hướng dẫn thầy cô bố mẹ sử dụng Fingermark tính những cái bài toán vượt qua 99 một cách rất là đơn giản. Ok ha, mình đi vào chủ đề luôn. Bài số 1 là 29 cộng 92. Đối với bài 29 cộng 92 này, thầy cô nhìn vào thì thầy cô sẽ thấy chắc chắn là cái kết quả của nó sẽ vượt qua 99 rồi. Vậy thì làm cách nào để các bé ứng dụng được Fingermark vào tính toán cái bài này? Cộng với 92, 29 cộng với 92 thì lúc này thầy cô sẽ hướng dẫn bé cách cộng 90 sẽ hoàn toàn giống với cách cộng 9. Có nghĩa là nếu mà cộng 9 á, là thêm 10 bớt 1 thì cách cộng 90 cũng sẽ là thêm 100 bớt 10. Có nghĩa là chỉ việc thêm số 0 vào phía sau thôi. Tuy nhiên lúc này á, các con không có một cái bàn tay nữa để các con bung 100 và bớt 10. Thì cái việc các con bung 100 các con sẽ ghi nhớ trong đầu, chứ các con không có bung tay ha. Các con sẽ ghi nhớ cái số 100 ở trong đầu. Rồi cộng 29 cộng 92 cộng 90 sẽ là thêm 100 và bớt 10. Là các con vừa thêm 100 và các con sẽ nhớ số 100 đó. Tiếp tục cộng 2 sẽ là thêm 10 và bớt 8. Thêm 10 bớt 8. Kết quả sẽ là bằng 21. Tuy nhiên các con có số 100 các con vừa ghi nhớ, cho nên các con sẽ thêm số 100 vào ở phía trước của số 21 thì kết quả sẽ là bằng 120 121. Kết quả sẽ là 121. Có nghĩa là cái cách để mình áp dụng finger vào mình tính thì cũng tương tự thôi. Tuy nhiên đối với hàng trăm thì các bé sẽ phải ghi nhớ ở trong đầu để các bé ghi kết quả ra. Còn thao tác tay ở hàng chục và hàng đơn vị thì vẫn làm tương tự. Thầy cô lưu ý ha. Bài số 2, ví dụ 37 cộng cho 70, 73. Cách làm cũng tương tự. 37 cộng cho 70, 73. Cộng 73 thì các con sẽ cộng 70 trước. Cộng 70 thì chính là cộng 100 và bớt 30. Ok ha. Rồi cộng 70 là ra 100 và thu về 30. Ra 100 thì các con sẽ tưởng tượng ra 100 thu về 30. Cộng 3, tiếp tục cộng 3 chính là thêm 10 và bớt 7. Thêm 10 bớt 7. Kết quả của các con sẽ là bằng
110. Số 100 là có con, lúc nãy các con bung ra nhưng các con ghi nhớ ở trong đầu, chứ các con không có tay để các con đưa số 100 ra. Kết quả sẽ là bằng 110. Ok ha. Rất là đơn giản với các bé. Thầy cô bố mẹ cứ thử, sau khi các bé học xong cái khóa sau khi các bé học xong cái khóa finger nhạc thì bố mẹ thầy cô thử áp dụng cái phương pháp này xem, bé sẽ tính rất là nhanh, tại vì công thức các bé đã nhớ sẵn hết rồi. Các bé chỉ áp dụng lại là cái phần 100 đó thì các bé sẽ ghi nhớ chứ các bé sẽ không bung tay. Rồi tương tự ví dụ bài 46 cộng 70, 78. 46 cộng 78. 46 trời cộng 78. Cộng 78 sẽ là cộng 70 trước, sau đó cộng 8. Cộng 70 thì giống như cộng 7 thôi. Cộng 7 là thêm 10 bớt 3. Thì cộng 70 sẽ là thêm 100 và bớt 30. Lúc này các con thêm 100 thì các con sẽ nhớ cái số 100 ha. Hoặc là các con sẽ nhớ cái ngón 100. Rồi, cộng 70 sẽ là thêm 100 bớt 30. Tiếp tục cộng 8. Cộng 8 sẽ là thêm 10 và bớt 2. Các con lưu ý ha, thêm 10 và bớt 2. Thì lúc này mình không có 2 để mình bớt thì mình sẽ nhớ tới dãy số là 8, 8, 5, 3, thêm 10, anh 5, bớt 5 và thêm 3. Ok ha, kết quả của mình sẽ là 124. Số 100 các con đã ghi nhớ rồi, kết quả sẽ là bằng 124. Chơi, mình sẽ đi vào bài cuối cùng. Ví dụ bài số 4. Bài số 4 là 78 cộng 56 cộng 20, 23. Ba số ba dòng luôn ha. 78 trời cộng 56 thì cộng 50 sẽ là bằng cộng 5, chính là bằng thêm 10 và bớt 5. Cộng 50 chính là thêm 100 và bớt 50. Thêm 100 thì các con ghi nhớ, bớt 50 này. Tiếp tục cộng 6. Cộng 6 là thêm 10 bớt 4, hoặc là thêm 10 bớt 5 và thêm 1. Chính là dãy số 651 mình đã học ở chương trình Fingermark nhạc rồi. Rồi cộng 6 nè. Cộng 6 là thêm 10 bớt 5 và thêm 1. Tiếp tục sẽ là cộng 23. Cộng 23 thì lúc nãy các con sử dụng công thức công thức chị Năm ha. Chị Năm cộng 20 thêm 50 và bớt 30. Cộng 3 là thêm 5 và bớt 2. Kết quả của con sẽ là bằng 157. Các con sẽ nhớ luôn cái số hàng trăm mình đã ghi nhớ ha, cho nên mình viết vào luôn. Kết quả sẽ là bằng 157. Rồi, mình sẽ đi vào bài cuối cùng. Ví dụ 92 cộng 29 cộng 84 cộng 72. Ok ha. Rồi, rất là đơn giản thôi. 92 cộng 29 cộng 29 là mình sẽ cộng 20 trước, là thêm 100 bớt 80. Tiếp tục cộng 9 là thêm 10 và bớt 1. Thầy cô lưu ý là mình sẽ cho bé nhớ cái số 100 mình vừa mới thêm nha. Rồi tiếp tục cộng 84 là mình sẽ cộng 80 trước, sau đó cộng 4. Cộng 80 là thêm 100 và bớt 20. Vậy là các con đã thêm 102 lần rồi. Thầy cô lưu ý ha, các con đã thêm 102 lần rồi thì sẽ thành 200. Rồi tiếp tục sẽ là cộng 4 là thêm 5 và bớt 1. Tiếp tục sẽ là cộng 72. Lúc này là cộng 72, hai tay cùng một lúc. Kết quả sẽ là bằng 270, 277. Rất là đơn giản ha. Sẽ là bằng 270, 77. Trong okay. Video lần này thì mình sẽ hướng dẫn tiếp cái phần trừ. Sử dụng Fingermark đối với các bài trừ có kết quả là trên 99. Ví dụ bài số 1. 37 cộng 89 trừ 45. Ok ha.
37 cộng 89 trừ 45. Công thức thì có sẵn hết rồi, cho nên cái video lần này mình sẽ đi nhanh luôn. 37 cộng 89, cộng 89 thì cộng 80 là thêm 100, bớt 20, thêm 100 thì các con phải ghi nhớ. Rồi tiếp tục cộng 9 là thêm 10 và bớt, bớt 1. Tiếp tục sẽ là trừ 45. Trừ 45 thì lúc này các con không có 40 để các con trừ, thì trừ 45 sẽ giống như trừ 4 là thêm 10, sorry, trừ 4 là bớt 10 và thêm 6, thì trừ 40 sẽ là bớt 100 và thêm 60. Bớt 100 thì lúc nãy các con đã có 100 rồi, thì lúc này các con có 100 để các con bớt ha. Trừ 40 là bớt 100 và thêm 60. Tiếp tục là trừ 5 thì bớt 5. Kết quả sẽ là bằng 81. Ok ha. Rất là đơn giản thôi. Tiếp, ví dụ như bài số 2. 98 cộng 13 trừ 72. Trừ 73 đi, trừ 73. Rồi. 98 cộng 13 cộng 10 là thêm 100 và bớt 90. Thêm 100 ghi nhớ nè, bớt 90. Tiếp tục cộng 3 sẽ là thêm 10 và bớt 7. Thêm 10 bớt 7. Rồi trừ 73. Trừ 73 thì trừ 7 là thêm 10 và, sorry, trừ 7 là bớt 10 và thêm 3. Thì trừ 70 sẽ là bớt 100 và thêm 30. Bớt 100 thì lúc nãy các con có 100 rồi, thì lúc này các con bớt 100 và thêm 30. Tiếp tục trừ 3. Trừ 3 là bằng trừ 10 cộng 7. Ok ha. Trừ 3 là trừ 10 và cộng 7, hay còn gọi là bớt 10 và thêm 3. Kết quả của các con sẽ là bằng 38. Rồi, rất là đơn giản ha. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cái phần cộng trừ sử dụng finger mark đối với các bài toán có kết quả là lớn hơn 99. Rồi, chào tạm biệt cả nhà.